Bất chấp mưa to, lực lượng làm công tác lấy mẫu vẫn thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các hộ gia đình sống trong khu vực phong tỏa. Vì công việc mang tính cấp bách, khẩn trương nên phải thực hiện liên tục, không ngừng nghỉ. Khu vực phong tỏa thuộc địa bàn phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Thay vì tập trung người dân tại một địa điểm cố định để triển khai xét nghiệm như những ngày trước đây, thì nay lực lượng làm công tác lấy mẫu, đội mưa, lội nước để đến từng gia đình. Cứ đủ một ống 10 mẫu xét nghiệm, cán bộ lấy mẫu lại quay về khu vực tập kết để bàn giao. Cứ 10 người cái là đem ra để tổng kết để khỏi bị lâu, bị nhầm lẫn nữa. Khi mà trời nắng thì nó đỡ vất vả hơn, còn trời mưa này thì mình cần một chút nhưng mà thuận tiện cho người dân là được. Khu vực này có gần 40 hộ dân với 131 người, là khu vực có mức độ nguy cơ rất cao. Khi trước đó nửa tháng đã ghi nhận trên 10 ca dương tính, nên toàn bộ người dân đều được lấy mẫu xét nghiệm. Mặc dù tình hình mưa gió do ảnh hưởng của bão số 5, nhưng với sự linh hoạt trong việc tổ chức lấy mẫu, người dân cảm thấy rất thuận lợi. Do là trời mưa bão nên là các nhân viên y tế của phường xuống lấy test COVID tại từng nhà một, là nó cảm thấy là vừa là an toàn cho người dân và vừa là thuận tiện hơn. Trước khó khăn của tình hình thời tiết, các lực lượng càng đặt quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ theo như kế hoạch đã đề ra.